Hôm nay, thành phố Tam Điệp và các huyện Yên Khánh, Nho Quan, Yên Mô đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2020. Dự hội nghị tại huyện Yên Khánh có Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song huyện Yên Khánh đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh về công tác quốc phòng quân sự địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị, diễn tập động viên đảm bảo an toàn tuyệt đối, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tham gia cùng các địa phương làm tốt công tác phòng thủ dân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trong năm đã thăm hỏi động viên 14 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 9 gia đình chính sách. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đạt được trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiện toàn điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh toàn diện, chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. Đó là kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng quân sự địa phương của Tam Điệp trong năm 2020. Theo đó, trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ Đại Trà cho gần 1.500 đồng chí và duy trì các đơn vị huấn luyện đối với lực lượng thường trực, dự bị động viên theo đúng nội dung, bám sát phương châm, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, trong năm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã chỉ đạo các phường xã, cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Huy động trên 100 quân nhân dự bị đi huấn luyện theo đúng quy định, đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phong trào thi đua quyết thắng được phát động trong toàn lực lượng thông qua nhiều cuộc thi đua cao điểm đột kích với chủ đề dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương quyết thắng. Từ đó đã củng cố niềm tin của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. Năm 2020, huyện Nho Quan đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu như duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động tích cực phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện, diễn tập, công tác tuyển quân, năng lực chỉ huy điều hành của cán bộ các cấp được nâng lên, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện được đẩy mạnh. Chính sách cán bộ, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện hiệu quả. Năm 2021, công tác quân sự quốc phòng địa phương của huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tích cực tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao. Lực lượng vũ trang huyện Yên Mô đã quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng, sẵn sàng xử trí tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức huấn luyện và giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng nội dung chương trình, tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời hậu cần tài chính, vũ khí, đạn dược, trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 có 38 lượt tập thể, 60 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.